Những ngày vừa qua, người dân địa phương và du khách tỏ ra bất ngờ khi dọc bãi tắm của khu du lịch biển Hải Tiến, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa xuất hiện 5 bàn tay. Dọc bãi tắm dài khoảng gần 1 km thuộc địa phận các xã Hoàng Tiến và Hoàng Thanh, nhiều người thợ đang thi công hoàn chỉnh các bàn tay. Có tất cả 5 bàn tay làm bằng bê tông, cốt thép đang trong giai đoạn hoàn thiện. Nhiều người thợ đang hoàn thiện lớp vữa mặt ngoài. Mỗi công trình bàn tay cao khoảng hơn 4 mét, cổ tay to, một người lớn ôm không hết. Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Tú, giám đốc ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Hoàng Hóa cho biết, hạng mục xây dựng các bàn tay thực tế là các chòi canh du khách tắm biển nhưng chọn hình bàn tay. Cũng theo ông Nguyễn Văn Tú, dự án do Ủy ban nhân dân huyện Hoàng Hóa làm chủ đầu tư và thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân huyện Hoàng Hóa nên không phải xin ý kiến từ Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Thanh Hóa. Việc thi công xây dựng các chòi canh bắt đầu làm khoảng hơn một tháng qua và đến nay đang hoàn chỉnh. Trước khi lựa chọn hình bàn tay để làm các chòi canh, cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân huyện Hoàng Hóa đã tham khảo mẫu chòi canh ở nhiều khu du lịch và quyết định chọn hình bàn tay. Ông Nguyễn Văn Tú, giám đốc ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Hoàng Hóa cho biết thêm, mục đích chính các chòi canh hình bàn tay là trông coi, quan sát du khách tắm biển khi xảy ra vấn đề bất trắc thì kịp thời hỗ trợ cứu vớt. Và mục đích nữa là tạo cảnh quan mới lạ cho du khách có thể chụp ảnh cùng hình bàn tay. Thời gian vừa qua, không ít công trình bàn tay du lịch đã xuất hiện ở các điểm khu du lịch, khu tâm linh, như công trình bàn tay trên đỉnh đèo nổi tiếng Ô Quy Hồ, tỉnh Lai Châu, bàn tay Phật khổng lồ được xây dựng tại chùa cao trên núi Mã Lim của xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.